Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại nhiều hàng mới kinh khủng luôn. Các bác nhá, mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Em lên cho các bác này. Một cái bó gọi là cái giáng hương Tam Bảo Sắc nhá. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây luôn. Các bác nha, một bó như thế này nha. Một bó giáng hương Tam Bảo Sắc nha. Đẹp, thân lá ngắn nha. Đấy, như thế này. Em bán cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha các bác nha. Cho giọt số 1 nha, đây, các bác nhìn này. Đấy, đẹp không? Hàng rừng mới về luôn các bác ạ. Cho giò số 1 nhá. Đây này các bác ơi, một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây, xa xem còn cái cây nào nữa không, để thành năm cây nào. Đây nhá, toàn cây to thôi. Đây à. Đó. 4 cây nhá. Và cái này nguyên bản từ rừng. Các bác này, nguyên bản từ rừng này. Đó. Cái hình như thế này. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nhá, 250.000 nha. Đó. Cho giò số 2. Số 3 này. Đây là kiều mỡ gà nhá, một bó kiều mỡ gà như thế này nhá. Thân vuông đét đẹp, đẹp luôn nhá. Một bó kiều mỡ gà như thế này. Đấy. Kiều mỡ gà thì nó đắt nhá nên là giá nó hơi cao một chút. Em bán cái bó như thế này với giá là 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Đấy, bó như này 300.000. Cho hình số 3. Số 4 này các bác này. Tí nữa em sẽ làm móc cho các bác luôn. Một cái giò hạc vĩ to như thế này. Đấy, đẹp không? Một cái giò hạc vĩ như thế này này. Đôi 5 thân, 6 thân này. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây các bác này. Đã luôn nha. Một giò hạc vĩ như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 480.000 nha, 480.000 nha. Đây, dài chưa? Đẹp tuyệt vời luôn. 480.000. Cho giò số số 4 nhá. Thôi, cái kiểu rẻ này để chẳng bán luôn. Nhất điểm hoàng các bác nhá, nhất điểm hoàng. Không biết là màu hoa gì đâu nha các bác nhá, nguyên bản từ rừng. Các bác nhá. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là 70.000. 70.000 nha các bác nhá. Nhất điểm hoàng nhá. Nguyên bản từ rừng nhá. Cho giò số 5. Đây này các bác này. Hôm qua em lấy được hoàng thảo kèn Lai Châu rồi. Của dân mang về ghép vào gỗ dớn này. Thuần thì thôi rồi luôn các bác này. Đấy. 5 thân, 6 thân. 6 thân như thế này nhá các bác nhá. 6 thân nhá. Đấy. Miên man luôn.
6 thân như thế này, quả đây nhá các bác nhá, quả đây nhá, có 3 quả này, 4 quả, có 4 quả nhá, các bác về các bác lúc nào nó nứt nứt ra ấy, các bác bôi bôi ở trên này, lấy con của nó, ok luôn, làm con, làm cây giống luôn nha các bác nhá, chứ các bác để vào chậu thì nó không ra được đâu, các bác phải bôi vào giớ này này thì nó mới được nha. Đấy. Một giò hoàng thảo ken 6 thân như thế này, em bán giò này cho các bác với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 nha. Đấy. Thân nó dài đều nhau cực kỳ luôn các bác ạ, 1.500.000 nha. Cho giò số 6 nha. Số 7 nè các bác này. Dài chưa? Dài không các bác? Đấy. 1 2 3 trên 80 cm luôn, trên 80 cm luôn, hai thân dài, hai thân ngắn. Đấy. Các bác nhá, có hai quả. 4 cái thân như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha, 1.200.000 nha. À thôi lấy một, thôi lấy 1.100.000. Ok. Các bác nhá. 1.100.000 nha, hoàng thảo kèn lái châu nha. Độ thuần thì các bác không phải nghĩ nha. Đây, dễ ra. Đấy. Cho giò số 7. Em có một cái giò kèn siêu quả. Siêu quả nha các bác nha. Đấy, siêu quả đây. Đấy, quá nhiều quả luôn. 3, 4, 6 à. 9 này, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quả. 18 quả luôn nha các bác nhá. 4 thân này, 6 thân, 8 thân. 8 thân như thế này nhá, siêu quả nhá. Em bán cho các bác với giá là 1.800.000 nhá, 1.800.000 nha, 8 thân hoa nha. Các bác nhá. Siêu quả. Cho giò số 8. Số 9 này các bác này. Gà thì úi giời ui luôn các bác này. Úi giời ui luôn nha. Thần tơ thì toàn bộ thần tơ hết. Đẹp nhá. Các bác nhá, giò này nhá. Đấy, nhìn thân này. Mẹ nhìn sướng luôn. Các bác lấy cái những cái giò như này về nó chăm nó mới đạt được nha các bác nhá. Này, thân này. Trên 80 cm. Trên 80 cm luôn. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 1.400.000 nha. Cho giò số 9. Số 10 này. Một thân hạc vĩ, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân thôi. Kỳ cũng có nhá. Năm thân hạc vĩ như này, nguyên bản từ rừng. Lá mít nhá các bác nhá, lá mít nhá. Năm thân như thế này em bán cho các bác với giá là 270.000 các bác nhá, 270.000 nhá. Hạc vĩ là mít nhá, nguyên bản từ rừng luôn. Đó. Cho giò số 10. Đây này các bác này, phi điệp vàng nhà em đây, nụ đây nhá, nụ đây nha. Đấy. Nụ đây nha. Có 4 thân nụ thôi. Các bác ạ, có 4 thân nụ thôi. Như thế này. Đấy. Một chậu như thế này thuần.
Em bán giò này cho các bác với giá là 200 nghìn nha. 200 nghìn nha các bác nha. Nụ chi chít luôn các bác này. Đấy. 200 nghìn nha. Cho giò số 11. Các bác này. 5 thân nụ luôn. 5 thân nụ luôn này, nụ này. Chi chít chi chít. Siêu nụ hoa luôn nha các bác nha. Đây ha. Đấy, như này. Nhìn đã con mắt. Giò như này nó nhiều siêu hoa nhá, siêu hoa nhá các bác nha, siêu hoa nha. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là 280 nghìn nha, 280 nghìn nha. Đấy, như này siêu hoa. Cho giò số 12. Đây này, các bác nào ít tiền nha, ít tiền nha thì lấy cái thân mập này này. Được trên 60 sen nha. Nguyên bản từ rừng nha. Đấy, nguyên bản nha. Một giò như thế này trên 60 sen nha. Em bán giò này cho các bác nha với giá là 350 nghìn. Các bác lấy một thân thì bao giờ nó cũng đắt hơn là nhiều thân nha. 350 nghìn nha. Cho giò số 13. Số 14 này. Cái này thì cũng được có 4 thân hoa thôi các bác ạ. Hoa đây. Các bác nhá, hoa đây nhá. Siêu hoa luôn, 5 bông hoa một mắt luôn. Nha. Đây hoa đây này. Đó. Hai thân này cũng có hoa nha. Đó. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 220 nghìn các bác nha. 220 nghìn nha. Siêu hoa đây này. Đó. Cho giò số 18. À 14 chứ. 14 đúng không? Số 14 nha các bác nha. Số 15 này. Đây nụ đây nha. Nụ đây. Đấy. Nụ đây nha. Cái loại này thì nó đang rụng lá hết rồi nha. Rụng lá để nó ra hoa thôi chứ nó không ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Thân này cũng có hoa này. Thân này thì nó chưa ra nở này. Thân này có hoa nụ, nụ đây rồi này. Đấy. Đôi 4 5 6 6 thân hoa nhá. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 250 nghìn. Các bác nhá, 250 nghìn nhá. Đấy, nó rụng lá để nó ra hoa nhá. Cho giò số 15. Số 15 nha các bác nha. Số 16 à. Một cái giò trúc Phật Bà nha. Trúc Phật Bà nha. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân. Năm thân hoa nha. Năm thân hoa nha. Một giò trúc Phật Bà như thế này. Em bán cho các bác với giá là 450 nghìn nha. Trúc Phật Bà nha. 450 nghìn. Đấy. Cho giò số 16. Số 17 này. Đấy. Hai cây hoàng nhạn nha, hai cây hoàng nhạn tháng. Em bán là hoàng nhạn tháng 4, như này cái này là nó là hàng rừng nha các bác nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000. 200.000 nha các bác nha.
cho giò số 17, số 18 này các bác này. Đây nhá, lá đây nhá, xếp rụt rịt nhá, cây nào cũng xếp nhá. Đây. Đấy. Cây nào cũng xếp luôn các bác nhá. 4 cây một giò như thế này. Bác nào lấy tí nữa em sẽ cho một cây ở giữa này lên là 5 cây nhá. 280.000 nhá, 280.000 nhá. Cho giò số 18. Số 19 này. Cái này là sơn thủy tiên họng đen nha các bác nha. Sơn thủy tiên họng đen nha. Một giò như thế này này, em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Nếu các bác lấy những cái đột quỵ như thế này này, đấy, các bác kết bạn Zalo với em thì em mới bảo hành được cho các bác nhá. Đấy, 400.000. Cho giò số 19. Nay em lên toàn siêu phẩm này các bác này. 4 thân kèn nguyên bản từ rừng nha các bác nha, nguyên bản từ rừng nha. 4 thân kèn như thế này. Thân dài nhất của nó là được gần 80 cm. Gọi là 70 cm đi. Các bác nha. Đấy, thân ngắn nhất là nó cũng được gần 40 cm này. Đó. Có 4 thân thôi nha các bác nha. Hàng nguyên bản từ rừng. Như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 100.000 nha. 1 triệu 100.000 nha. Cho giò số 20. Số 21 nè. Cái này là hoàng nhạn nha. Hoàng nhạn nha. Một cây nha. Một cây như thế này. Hoàng nhạn. Tháng 4 đi. Vì là nó chưa có hoa. Em bán cho các bác với giá là 100.000 nha. 100.000 nha các bác nha. Cho giò số 21. Hai cây hoàng nhạn các bác này, hai cây hoàng nhạn. Đấy. Chưa ra hoa lần nào. Các bác nha. Gần được 20 cm luôn, gần được 20 cm luôn. Cây này thì thừa được 20 cm. Các bác nha. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nha, 350.000 nha. Sang năm là chắc chắn là có hoa. Còn tháng mấy thì các bác tự hưởng nha các bác nha, tự hưởng nha. Cái này là hàng rừng hết đấy các bác ạ. Cho giò số 22. Số 23 này. Hoàng thảo ý ngọc nha các bác nha, hoàng thảo ý ngọc nha. Hoa trắng tím nha. Đấy như thế này. Một giò hoàng thảo ý ngọc như thế này. Em bán cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Bác nào lấy thì cứ lấy thôi nha. Một giò như thế này 200.000. To bự luôn. Cho giò số 23.
số 24 à. Đây nhá. Cái này là quế nhân nha các bác nha, quế nhân nha, lá của nó to nhất là được, đây là các bác này, là được có 5 sen rưỡi thôi. Đấy, mà nó nhăn tít thò lò luôn. Nó là nguyên bản xong em cắt đôi xong em ghép vào đây thôi các bác nhá. Nó là hàng thuần rồi nhá. Đấy. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là 5 triệu nhá. 5 triệu nha các bác nhá. Đấy. Cho giò số 24 nha. Số 25 này các bác nha. Hai bụi này này. Cái này là gà nó lai ở rừng. Người ta gọi là gà lai Trần Tuấn đấy ạ. Nó đột quỵ nha các bác nha. Gà nó hòa như là hoa Trần Tuấn luôn. Mà nó tím đậm nha. Một giò gà lai Trần Tuấn như thế này em bán cho các bác với giá là 2 triệu nha. 2 triệu nha các bác nha. Cho giò số 25. Đây, các bác này. Số 26 nhá. Cái này là dáng hương tam bảo sắc nhá. Một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 150.000 nha các bác nhá. 150.000 nha. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. 150.000. Cho giò số 26. Số 27 này. Trầm tím Điện Biên này các bác này. Siêu mầm luôn các bác nhá. Siêu mầm luôn. Đếm không nổi nữa luôn. Một giò như thế này này. Đấy. Em bán giò này nhá cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha, trầm tím Điện Biên nhá. Cho giò số 27. Số 28 này. Thân mập ú luôn. Nó không nhiều mầm như lúc nãy như nó thân lại mập. Các bác nhá. Các bác cứ chăm này, một thân này nó ra nó sẽ ra được hai thân năm tới luôn. Các bác nhá. Xong năm tới nó lại nhân tiếp cho các bác luôn. Đấy, một giò như thế này. Mập ú ú ú luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 480.000. Trầm tím Điện Biên nha. 480.000. Cho giò số 28. Số 29 này. Một cái giò dáng hương tam bảo sắc to to như thế này. Gần 30 thân luôn. Đôi 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23, 24 cây luôn nha các bác nha. Một giò như thế này để em bán cho các bác với giá là 380.000 các bác nha. 380.000, nay mai nó ra hoa thì nó cả một rừng hoa luôn. Cho giò số 29. Số 29 cũng là số cuối của em nha.
Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Em không bao ship nhá.